Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất về tình hình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố được phát sóng trên hệ thống truyền hình VTC. Sau đây là nội dung chi tiết. New York huy động toàn bộ cảnh sát sau khi ông Trump có quyết định bị truy tố. Sở Cảnh sát thành phố New York, Mỹ đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát ngày 31 tháng 3 để đề phòng bất chắc sau khi ông Donald Trump có quyết định bị truy tố, Đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan ở thành phố New York ngày 30 tháng 3 đã bỏ phiếu truy tố ông Donald Trump với các tội danh hình sự không được nêu rõ. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ phải đối mặt với các tội danh hình sự. Ông Trump thời gian qua đã bị văn phòng công tố viên quận Manhattan điều tra, nghi vấn dính líu tới vụ trả 130.000 USD cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniel trong những ngày cuối cùng vận động tranh cử vào năm 2016, để bà này không tố cáo hành vi gian díu về ông hồi năm 2006, lúc ông đã lập gia đình. Ông Trump từng làm giấy lên lo ngại về khả năng diễn ra các hành động bạo lực khi hồi đầu tháng kêu gọi những người ủng hộ mình, biểu tình và giành lại đất nước trước thông tin ông Trump có thể bị truy tố. Tuần trước trên trang mạng xã hội của mình, ông Trump đã cảnh báo rằng các tội danh hình sự có thể dẫn tới chết chóc và hủy hoại. Để đề phòng bất chắc, Sở Cảnh sát New York đã huy động toàn bộ nhân viên an ninh từ sáng 31 tháng 3 nhằm đảm bảo an ninh cho thành phố. Hàng rào thép đã được lập bên ngoài tòa án hình sự Manhattan và văn phòng công tố viên quận này từ tuần trước. Sở Cảnh sát New York hiện có 36.000 sĩ quan cảnh sát và 19.000 nhân viên dân sự. ông Trump có phải ngồi tù sau cáo buộc hình sự. Hiện mọi thứ đang rất bất lợi đối với ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa này. Ngày 31 tháng 3, truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin một đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan, New York đã ra quyết định truy tố Donald Trump khiến ông trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị truy tố hình sự. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với ông Trump? Ngày 18 tháng 3, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng mình sẽ bị bắt trừ trường hợp ông ấy tự đầu thú. Vào tối 30 tháng 3, người phát ngôn của biện lý quận Manhattan cho biết, văn phòng đã liên hệ với luật sư của Trump để phối hợp điều tra. Một người trong cuộc cho biết, cựu tổng thống dự kiến sẽ ra hầu tòa vào chiều ngày 4 tháng 4. Tiếp đó ông Trump sẽ có phiên điều trần tại phiên tòa Manhattan, tại đó thẩm phán sẽ xác định liệu cựu tổng thống này có cần nộp tiền bảo lãnh hay phải tuân thủ một số hạn chế nhất định trong khi chờ xét xử, hoặc có thể được tại ngoại mà không phải nộp tiền bảo lãnh hoặc bị hạn chế hay không có khả năng Sinskeran, đặc vụ của sở mật vụ, phụ trách an ninh của ông Trump hoặc cấp dưới sẽ thắp tùng ông Trump hầu tòa. Công tố viên đã đưa ra cáo buộc về ông Trump là biện lý quận Manhattan, New York, Avin Bragg, một đảng viên đảng Dân Chủ. Liệu ông Trump có phải ngồi tù? Đây là vấn đề mà rất nhiều người đang thắc mắc. Tất nhiên, việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ những gì mà ông bị buộc tội mà còn phụ thuộc vào việc xét xử cũng như đưa ra bản án của tòa. Hiện tại, ông Barr được cho là đang xem xét các cáo buộc về hành vi làm sai lệch hồ sơ kinh doanh của ông Trump để thực hiện một số tội danh khác, có thể là vi phạm tài chính, theo luật tiểu bang New York. Nếu phạm tội này, ông Trump có thể bị phạt tới 4 năm tù. Nhưng ông Trump có thể được giảm nhẹ hình phạt tù tùy vào từng trường hợp, có thể đến từ vụ việc cựu tổng thống này chưa có tiền án, tiền sự hay hành vi bạo lực nào trước đây. Vì vậy, ngay cả khi ông Trump bị kết trọng tội, điều đó có nghĩa không nhất thiết ông ấy sẽ phải ngồi tù ông Trump vẫn có thể tranh cử Tổng thống. Mặc dù chưa từng có một trường hợp nào như ông Trump trước đây, tuy nhiên, vị cựu Tổng thống này vẫn được phép tranh cử Tổng thống khi đang bị truy tố hoặc ngay cả khi bị kết tội. Việc một vụ án hình sự sẽ ảnh hưởng thế nào đối với cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Trump còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố hoặc các ý kiến khác nhau. Tất nhiên, một vài ý kiến cho rằng một số khía cạnh điều này sẽ đóng vai trò tích cực đối với ông Trump khi ông ấy một lần nữa trở thành tâm điểm của các cuộc bàn luận với tư cách là người đứng đầu trong đảng. Tuy nhiên một số ý kiến khác lại cho rằng ông chịu nhiều rủi ro khi phải vừa đứng ra tranh cử Tổng thống và vừa phải đối mặt với phiên tòa hình sự. Chưa hết, danh tiếng của ông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những cáo buộc này. Những ý kiến xoay quanh vụ việc Những người thuộc Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng bảo vệ ông Trump, không ngại chỉ trích thứ mà họ gọi là vũ khí hóa hệ thống, tư pháp hình sự. Ronald Bagnadiel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, gọi cáo buộc này là lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn và mục đích chính trị thay vì giữ vững an ninh công cộng, cựu phó Tổng thống Mike Pence, người đang hướng tới tranh cử Tổng thống năm 2024, cũng cho rằng cáo buộc này thực chất nhằm mục đích công kích và việc này chỉ khiến nước Mỹ tiếp tục bị chia rẽ. Tuy nhiên, các đảng viên Đảng Dân Chủ hàng đầu cho biết đại bồi thẩm đoàn đang hành động theo sự thật và ông Trump cần phải tôn trọng hệ thống pháp luật. Người ủng hộ tập trung quanh dinh thự ông Trump Nhiều người tập trung gần dinh thự Malago của ông Trump để thể hiện sự ủng hộ với cựu Tổng thống sau khi ông bị truy tố đám đông đội mũ MAGA đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, mang theo cờ Mỹ cùng cờ trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump. Đứng hàng giờ trên cây cầu dẫn vào dinh thự Malago, Palm Beach, Florida đêm 30 tháng 3, nhiều người còn lái xe qua lại cây cầu với cờ ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ và bấm còi. Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho ông Trump. Tôi muốn nói với ông ấy rằng mọi người luôn bên ông ấy và giúp ông ấy đấu tranh. Vì ông ấy đã đấu tranh cho chúng tôi, người ủng hộ tên Amon Shalep nói. CNN cho biết nhóm người tập trung quanh Malago lần này đông hơn nhóm từng biểu tình phản đối cuộc điều tra liên bang Mỹ khám xét dinh thự cựu tổng thống hồi tháng 8 năm 2022. Các sĩ quan cảnh sát cũng túc trực bên ngoài dinh thự quan sát đám đông biểu tình. Cựu tổng thống Mỹ hôm 18 tháng 3 thông báo chuyện ông sắp bị bắt, đồng thời kêu gọi người ủng hộ biểu tình để phản đối điều này. Lời kêu gọi của ông Trump khiến lực lượng an ninh Mỹ từ đó luôn trong tư thế sẵn sàng đề phòng nguy cơ đám đông ủng hộ ông khóa kích, lặp lại kịch bản bạo loạn đồi Capitol hồi tháng 1 năm 2021. Đại bồi thẩm đoàn ở New York hôm 30 tháng 3 quyết định truy tố ông Trump liên quan tới cáo buộc ông trả tiền biệt miệng 130.000 đô cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels thông qua luật sư thân tín trong giai đoạn tranh cử tổng thống 2016 để ém nhẹm mối quan hệ với cô này. Sở cảnh sát New York yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng được triển khai từ sáng 31 tháng 3 do lo ngại về vấn đề an ninh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một cựu tổng thống phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Ông Trump khẳng định ông hoàn toàn vô tội gọi quyết định truy tố nhằm vào mình là đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử ở cấp độ cao nhất trong lịch sử. Luật sư cho biết ông Trump dự kiến trình diện trước tòa vào tuần sau. Phản ứng của Nhà Trắng trước việc ông Trump bị truy tố Ngày 30 tháng 3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị Đại bội Thẩm đoàn Manhattan ở New York bỏ phiếu đồng ý truy tố sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một cựu Tổng thống bị cáo buộc hình sự khi được hỏi về phản ứng trước cáo buộc chưa từng có đối với ông Trump, Nhà Trắng đã từ chối đưa ra bình luận. Công tố viên quận Manhattan Arvin Bragg đã điều tra cựu Tổng thống Trump về các khoản tiền ông Chi để bịt miệng một nữ diễn viên phim người lớn, được thực hiện trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Theo Fox News Digital, các khoản tiền bao gồm khoản thanh toán 130.000 đô cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và khoản thanh toán 150.000 đô cho cựu người mẫu của tạp chí Playboy Karen McDougal. Sau đó văn phòng luật sư quận Manhattan, Ủy ban bầu cử liên bang đã điều tra về các khoản tiền này. Ngoài các cáo buộc này, ông Trump còn bị điều tra về cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, trốn thuế và vi phạm luật liên quan tới tài trợ chiến dịch tranh cử. Cựu tổng thống Trump đã có phản ứng gay gắt trước động thái của đại bồi thẩm đoàn Manhattan. Ông gọi đây là cuộc đàn áp chính trị, can thiệp bầu cử ở mức độ cao nhất trong lịch sử. Và tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, những đảng viên dân chủ đã tham gia cuộc săn phù thủy để xóa sổ phong trào làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Theo Reuters, các thành viên của Đảng Cộng hòa như thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cựu phó tổng thống Mike Pence và thượng nghị sĩ Tim Scott đã chỉ trích việc truy tố ông Trump. Thống đốc DeSantis gọi quyết định truy tố ông Trump là nỗ lực khí tài hóa hệ thống tư pháp cho mục đích chính trị.